Chào bác An. Ừ, chào cháu. Đù, bác này nuôi rắn mới hả? Ừ. Thế con này cắn nó có độc không bác? Không, con này cắn gì rơi nước mắt thôi cháu. Có thiệt không đây? Thiệt. Cắn tôi đi. À. Bác đừng có lo, dăm ba con rắn xanh lè xanh lét này không làm cho rơi nước mắt được đâu. Ý tao là nước mắt người thân mày. Chứ lúc đó mày nhắm mắt mà không sao được. Giờ làm sao nữa? Thôi được rồi, bình tĩnh tao có cách. Mày cười lên, cười lên. Ok, xong ảnh thờ rồi đó. Hai đoàn chim cánh cụt đã có pha gặp mặt nhau đầy bất ngờ và một tai nạn hài hước của một thanh viên não cá vàng quên bẩy. Giám đốc bảo tàng quần đảo Falkland, bà Andrea Barlow cho biết đoàn bên trái đi về hướng bờ biển còn đoàn bên phải trở về nhà sau chuyến đi biển. Tuy nhiên, sau màn thăm hỏi, một thanh niên đoàn bên phải có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ. Rất may, một đồng đội đã ra tay nghĩa hiệp, quay lại dẫn thanh niên lộn bầy về đúng đội hình. Chào bác An. Lại là mày à? Đồ, bác ngủ rồi. Ờ. Có cắn không bác? Cắn. Cắn hả? Cho cháu rơi miếng coi. Ôi thằng điên này. Ôi cho nó được này. Đồ ghê. Sợ cháu này là. Ôi trời ơi. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một chú chó bất ngờ hóa đá khi gặp đối thủ lớn hơn mình khiến dân mạng không khỏi bật cười. Theo đó, khi đứng trước một chú chó màu đen có kích thước to lớn, con chó màu vàng liền nép sát vào tường rồi ngồi im như tượng khiến đối thủ không phát hiện ra. Cuối cùng, sau một hồi thăm dò, con chó màu đen đành phải ngậm ngùi bỏ đi. Ba chúng mày nghe đây. Nếu chúng mày có thể ném một vật bất kỳ xuống cái hồ này mà trong vòng 15 phút tao không tìm thấy được, tao sẽ tha mạng cho chúng mày. Con đeo kính, lên trước đây. 15 phút sau. Mày ném cái này đúng không? Người đâu? Giữ nó. Lấy con bé kia, lấy đây. 15 phút sau. Mày ném cái này đúng không? Người đâu? Xử nó luôn đi. Đến lượt mày đấy. Xuống. 15 phút sau. Mày ném cái gì mà tao không tìm thấy? Dạ là em ném viên xe sủi anh ạ. Em ném viên xe sủi anh ạ. Ai ốt thì mà. Vụ nhảy cầu với cái kết gây xoắn não mới xảy ra hôm nay 12 tháng 3 tại phố Lu, Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Buổi sáng, người dân qua cầu đã hoảng hồn khi phát hiện một đôi dép nữ và một đôi giày nam trên cầu, nghi đã nhảy cầu tự tử. Nhiều người gọi công an, bắt đầu công cuộc tìm kiếm đôi nam nữ trẻ bồng bột. Thế nhưng... người dân bàng hoàng sững sờ khi nhìn thấy cặp đôi đã ngồi thu lù một đống dưới chân cầu từ lúc nào không hay. Cả hai người đều quần áo ướt nhẹp, người run lập cập vì lạnh. Nhìn cảnh này lại không khiến ít người lắc đầu ngao ngán, vừa giận lại vừa buồn cười, nhảy cầu mà nước sông lạnh quá chịu không nổi nên bơi vào. Một người đàn ông tên Sahi, 67 tuổi ở quận Juhu của Mumbai, Ấn Độ mới đây đã bị phát hiện có hành vi biến thái. Cụ thể, ông ta giả vờ cho chó ăn, sau đó tấn công tình dục những con chó này khi chúng đang dùng bữa. Theo truyền thông nước này, đã có 30 đến 40 con chó trở thành nạn nhân. Hành động của người đàn ông bệnh hoạn này đã được một người theo dõi và ghi lại. Người quay clip cho biết anh và Sahi có quen nhau trước đó. Khi biết được mọi chuyện, người này đã khuyên Sahi nên dừng lại, nhưng ông ta vẫn tái diễn. Chính vì điều này đã khiến người quay clip quyết định tố giác Sahi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền chức năng đã tiến hành bắt giữ Sahi. Người đàn ông này cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Điều đáng nói, Sahi bảo chữa rằng ông ta chỉ đang cho động vật ăn, chúng không chống cự nên ông ta không có tội. Hiện tại, vụ việc vẫn đang gây chú ý với dư luận nước này.